Các bạn nghĩ sao về một chiếc màn hình đồ họa hoàn hảo, sở hữu nhiều thiết kế tinh tế sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, lại đến từ một thương hiệu nổi tiếng? Ngay bên cạnh mình đây là chiếc màn hình LG 27QN600B. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc màn hình LG 24QB500B trước đây. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có những gì? Hãy cùng mình review ngay bây giờ luôn nhé! Kích thước 27 inch với độ phân giải QHD 2K, tấm nền IPS, cung cấp 16,7 triệu màu. Những thông số có thể nói là mang đến hình ảnh chất lượng với màu sắc vô cùng vượt trội. Trọng lượng của chiếc màn hình này là 5,72 kg, có khả năng điều chỉnh độ nghiêng. Chân đế thiết kế dạng Airline cũng rất tinh tế và hiện đại, có thể gắn tay am để tháo lắp treo lên tường. Độ sáng 300 lumens ở mức tương đối ổn, sẽ phù hợp với những nơi có nhiều nguồn sáng như là phòng khách hoặc là văn phòng làm việc. Và được trang bị công nghệ HDR10. Như các bạn cũng có thể thấy là hình ảnh, màu sắc, độ tương phản ở đây cũng rất đẹp và sắc nét. Một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn từ những dòng màn hình Full HD mang lại. Kết hợp với tỷ lệ tương phản 1:1 với góc nhìn là 178 độ, thì khi mà mình nhìn nghiêng như thế này, chất lượng hiển thị video vẫn rất rõ ràng, không làm ảnh hưởng tới màu sắc hay là bị bóng nhòe. Gam màu sRGB 99% này và còn có chế độ cân chỉnh màu ngay trên máy để giúp duy trì độ chính xác của màu nữa. Đặc biệt trên lớp màn hình này còn được trang bị chế độ đọc sách, thì trong thời gian sử dụng chúng ta có thể bật chế độ này lên để tránh mỏi mắt, giúp cho mắt dễ chịu hơn. Cũng có thêm tính năng chống chớp hình, giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy nên cũng không gây khó chịu khi chúng ta làm việc cả ngày. Với một chiếc màn hình như này thì chắc chắn nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong những công việc về thiết kế đồ họa, sáng tạo Photoshop cần yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó thì tần số quét 75Hz cùng thời gian phản hồi 5ms, đủ để chơi những tựa game cơ bản cũng rất tốt, rất là mượt mà. Với những công nghệ được trang bị như là AMD FreeSync, Dynamic AdSense và trình ổn định màu đen trong bóng tối. Nếu bạn nào đã dùng màn hình của LG thì cũng có thể thấy đây là những tính năng đã quá quen thuộc của nhà LG rồi. Cổng kết nối thông dụng bao gồm hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, dễ dàng kết nối từ PC laptop. Màn hình này cũng hỗ trợ kết nối các thiết bị âm thanh ngoại vi như là tai nghe, loa thông qua cổng audio 3.5. Nhìn chung thì LG 27QN600B theo mình nghĩ là một sự lựa chọn tốt cho người dùng muốn trải nghiệm độ phân giải QHD 2K với mức giá tầm trung, đặc biệt phù hợp cho những bạn làm editor hoặc là sinh viên học ngành thiết kế đồ họa. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về LG 27QN600B. Còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm này thì hãy để lại một comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hacom.